Chào mọi người, ở đây là cửa lò, cửa hội vào sáng sớm. Đây là Vinpearl cửa hội này. Vinpearl cửa hội là khu này. Còn đây là biển cửa hội, phía trước là biển cửa hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi vùng khác chứ không phải là vùng biển này. Đi lượn một vòng cửa lò nào. Khu vực này nổi tiếng được gọi là ngã ba Đông Dương, nhưng mà thực ra nó là ngã tư. Gọi là ngã ba nhưng mà thực ra là ngã tư. Đây. Đường mình đang đi ấy, là con đường ven biển. Con đường ven biển của thị xã Cửa Lò. Ở khu vực này vào thời bong bóng bất động sản thì có rất nhiều dự án được lên kế hoạch xây dựng. Trong đó có dự án sân golf Cửa Lò, bao gồm cả sân golf và cả biệt thự. Tuy nhiên thì cho đến hiện nay thì golf Cửa Lò, mặc dù đã được báo chí nói là đã tái khởi động lại dự án, tuy nhiên thì vẫn không thấy rục rịch. Cửa Lò quá tuyệt luôn. Trung tâm của thị xã Cửa Lò đấy. Ở đây là quảng trường Bình Minh. Bên này là quảng trường Bình Minh. Phía trước là khách sạn mùa hè. Đây quảng trường Bình Minh đây. Tất cả các sự kiện lớn của thị xã Cửa Lò và du lịch Cửa Lò là đều diễn ra ở khu vực này. Khách sạn Xanh, khách sạn có từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm rồi. Sơn Thảo.
khách sạn mùa hè này. Đây hình như là một khách sạn mới. Khách sạn mới xây dựng rất đẹp, kiến trúc rất đẹp. Khách sạn mùa hè. Cửa Lò có rất nhiều xe điện để xe du lịch ấy. Rất nhiều xe du lịch, giá thuê chắc khoảng vài chục ngàn một lượt. Bên này là khách sạn Mường Thanh Sông Lam. Không phải, đây là khách sạn Mường Thanh Cửa Lò. Mường Thanh Sông Lam là ở trên Vinh, ở thành phố Vinh. Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò. Dừng lại tòa nhà này một tí. Khách sạn này là khách sạn một trong những khách sạn lớn nhất Cửa Lò thôi. Kiến trúc rất đẹp. Sáng mà đã có nhiều khách đi xe điện rồi. Nhiều xe điện này này. Khách sạn Thái Bình Dương. Chuẩn bị đi tắm biển thôi. Đây là biển Cửa Lò vào buổi sáng. Đã đông khách rồi.